Sáng nay, ngày 1 tháng 10 năm 2021, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ 6 bước sang ngày làm việc thứ 2 dưới sự chủ trì của ông Lê Đức Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, bà Hồ Thị Quận Yến, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Đông dân tỉnh, ông Trần Ngọc Tam, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ban dân tỉnh. Trước khi vào phần thảo luận ở hội trường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Quận Yến gợi mở một số vấn đề để các đại biểu tập trung thảo luận nhằm đi đến thống nhất chung. Nội dung thảo luận bao gồm dự thảo sửa đổi bổ sung quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, dự thảo quy định của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức là đảng viên và tiêu chí đánh giá thực hiện trách nhiệm nêu gương. Ngoài hai dự thảo trên, hội nghị tập trung thảo luận dự thảo quy chế xét chọn danh hiệu công dân đồng khởi tiêu biểu và công dân đồng khởi danh dự, dự thảo chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện kết luận số 11 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về phát triển kinh tế xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, báo cáo kết quả tiến độ thực hiện 11 công trình dự án trọng điểm theo nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ 11 và các công trình dự án quan trọng khác triển khai trong năm 2021. Qua buổi làm việc khẩn trương nghiêm túc, hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 11 phần thảo luận các nội dung còn lại của buổi sáng ngày 1 tháng 10 đã hoàn thành tốt nội dung theo chương trình đề ra. Các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ trí tuệ, tham gia nhiều ý kiến khá cụ thể, sâu sắc đối với các văn bản trình hội nghị. Trên cơ sở các văn bản trình và ý kiến đóng góp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ đã hệ thống lại một số nội dung để cùng thống nhất. Ủy ban cán sự Đảng, Ủy ban dân tỉnh tiếp thu đầy đủ để bổ sung và tiếp tục bổ sung hoàn thiện, trình ký ban hành và tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất chương trình hành động của tỉnh ủy. Trong đó có một cái mục tiêu rất là tổng quát và rất là cụ thể, cũng đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu rất cao của chúng ta, đó là phấn đấu đến năm 2025 thì Bến Tre của chúng ta sẽ trở thành tỉnh phát triển khá của vùng đồng bằng sông Cửu Long, và mục tiêu dài hạn hơn là đến 2030 là trở thành tỉnh khá trong so với cả nước của chúng ta. Và một số các chỉ tiêu chủ yếu để nó phản ánh được cái việc này, đó là tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP bình quân 5 năm của chúng ta trong giai đoạn 2021-2025 là phải đạt từ 8,5 đến 9,5% như nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh của chúng ta lần thứ 11 đã đề ra. Trong đó năm nay, năm 2021 này là ảnh hưởng tương đối nặng nề của dịch bệnh, cho nên là cái tốc độ tăng trưởng cũng ảnh hưởng rất đáng kể. Chúng ta sẽ nỗ lực cố gắng từ nay đến cuối năm nữa để đạt được cái tốc độ tăng trưởng ở mức tốt nhất. GDP bình quân đầu người của chúng ta đến cuối năm 2025 là đạt khoảng 87 triệu đồng. Tức là gấp đôi so với năm 2020. Tổng thu ngân sách trên địa bàn giai đoạn 2021-2025 là khoảng 35.550 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách địa phương khoảng 53.792 tỷ đồng. Tổng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 là 21.409,9 tỷ đồng. Giao cho Ban cán sự Đảng, Ủy ban dân tỉnh tổng hợp tiếp thu ý kiến, góp ý tại hội nghị, hoàn chỉnh nội dung chương trình hành động để trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét ký ban hành theo thẩm quyền và để chúng ta tổ chức triển khai thực hiện. Đối với dự thảo kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2025 thì đây là một nội dung rất quan trọng. Thì tôi đề nghị là tập thể tỉnh ủy của chúng ta thống nhất về tư tưởng, nhận thức và hành động. Ban cán sự Đảng, Ủy ban dân tỉnh tiếp thu làm rõ việc lựa chọn ưu tiên các công trình dự án trọng điểm cần thiết về kết cấu hạ tầng kinh tế kỹ thuật và kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, về phương thức huy động tạo ra được cái huy động nguồn lực lớn từ xã hội, đưa cái hệ số huy động này, mối quan hệ, mối tương quan giữa cái đầu tư công và đầu tư tư, về phát triển và đa dạng hóa các hình thức hợp tác công tư, về khai thác các nguồn vốn vay để bổ sung vào nguồn vốn ngân sách nhà nước theo cái quy định của luật pháp về ngân sách nhà nước, rồi là phát triển các nguồn vốn hợp tác giữa tỉnh với các nhà đầu tư trong nước và ngoài nước, rồi đổi mới mạnh mẽ về cơ chế chính sách để tạo ra sự đột phá trong cái huy động các nguồn lực để phục vụ cho phát triển của tỉnh. Và những nội dung có liên quan thì sẽ được đưa vào kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh để thông qua và tổ chức triển khai thực hiện có kết quả theo đúng quy định của pháp luật.
Đối với quy chế làm việc của tỉnh ủy, ban thường vụ thường trực tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 được bổ sung sửa đổi để phù hợp với những hướng dẫn quy định mới của Trung ương và yêu cầu của thực tiễn đã được Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thông qua. Bí thư tỉnh ủy Lê Đức Thọ đề nghị các đồng chí trong tỉnh ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc rà soát bổ sung quy chế làm việc của cấp mình để triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ. Đồng thời, giao ban tổ chức tỉnh ủy phối hợp rà soát để tham mưu điều chỉnh, bổ sung quy chế về phân cấp quản lý cán bộ cho phù hợp với những nội dung sửa đổi bổ sung của quy chế làm việc. Đối với quy định của tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ công chức viên chức là đảng viên và tiêu chí đánh giá thực hiện trách nhiệm nêu gương, Bí thư tỉnh ủy lưu ý, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy cần tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp để bổ sung hoàn chỉnh quy định, đồng thời tổ chức triển khai quy định trên đến cán bộ đảng viên và tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung theo quy định. Đối với quy chế xét chọn danh hiệu công dân đồng khởi tiêu biểu và công dân đồng khởi danh dự thì tôi đề nghị ban cán sự đảng, ủy ban dân tỉnh tiếp thu đầy đủ các ý kiến biểu quyết của tập thể ban chấp hành đảng bộ tỉnh để hoàn chỉnh ban hành quyết định về quy chế xét chọn danh hiệu công dân đồng khởi tiêu biểu và công dân đồng khởi danh dự. Tôi đề nghị là chúng ta sẽ tổ chức thông tin thông báo rộng rãi về các nội dung của quy chế nói trên, đồng thời tổ chức việc bình xét trao tặng danh hiệu cao quý của tỉnh Bến Tre của chúng ta theo đúng quy định, thật sự là tôn vinh, trang trọng. Sau một ngày rưỡi làm việc tích cực, khẩn trương, hội nghị ban chấp hành đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ 6 đã hoàn tất công việc đề ra và kết thúc thành công tốt đẹp.